Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV Network, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục với phần thứ nhì của bản tin Top News ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trở lại với phần tin Hoa Kỳ, theo luật sư Michael Avenatti lại có thêm một phụ nữ nữa tố cáo chánh án Brett Kavanaugh. Theo lời của luật sư Avenatti, kẻ tố cáo lần này vừa là một nhân chứng mà vừa là một nạn nhân của ông Kavanaugh. Bà ta là một nhân viên của Bộ Tài chánh và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, người có nhiều giấy phép an ninh do chính phủ Hoa Kỳ cung cấp. Tên tuổi của bà ta sẽ được công bố vào sáng ngày mai. Vấn đề được đặt ra còn bao nhiêu phụ nữ nữa sẽ đứng ra tố cáo trong vấn đề tiến cử chánh án Kavanaugh vào trong tối cao pháp viện. Phạm Cơ cho biết thêm chi tiết. Thưa quý vị, ông Avenatti là một người nổi tiếng. Ông là người đại diện cho cô Stormy Daniels trong cái vụ kiện đối với ông Trump. Và ông nói rằng là người ta không có thể nào bôi nhọ bà này được vì là một cái người có đủ những giấy tờ liên quan đến tình hình an ninh và chính trị của Hoa Kỳ. Ngày mai bà sẽ xuất hiện và sẽ cho biết rằng nội vụ liên quan đến chánh án Kavanaugh như thế nào. Thì đây cũng là một trong những cái chiêu mà người ta cho rằng Bộ Đảng Dân Chủ của Hoa Kỳ đang cố ý để trì hoãn và không để cho ông Brett Kavanaugh được quyền đi vào tối cao pháp viện một cách trong ta. Chỉ vì họ biết rằng nếu ông này vào trong tối cao pháp viện thì cán cân sẽ nghiêng về phía phe bảo thủ và từ đó sẽ có thêm nhiều cái thay đổi nữa rất là to lớn cho xã hội của Hoa Kỳ, nhất là nghiêng cánh về phía bảo thủ là một điều mà Đảng Dân Chủ hoàn toàn không muốn, thưa quý vị. Bản tin kể là bản tin liên quan đến Nam Hàn, thưa quý vị. Nam Hàn hoàn tất một thỏa ước thương mại với Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh coi lại cái thỏa ước thương mại ở giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn và hai bên đã đồng ý họp với nhau rồi cuối cùng họ đã ký được một cái thỏa ước. Đây là thỏa ước kinh tế đầu tiên mà ông Trump sau khi ra lệnh coi lại tất cả các cái thỏa ước kinh tế đã ký với các quốc gia khác thì vẫn còn đang thương thuyết, ví dụ như NAFTA, ví dụ như Liên Âu. Tuy nhiên đây là cái thỏa ước đầu tiên mà ông Trump hoàn tất và ông đã ký ngày hôm nay. Thỏa ước có tên là CODUS, tức là Korean và Mỹ về vấn đề thương mại giữa hai bên. Theo thỏa ước này thì hai bên sẽ nhượng bộ nhau trong nhiều vấn đề nhập cảng xe hơi đến Nam Hàn, đồng thời hạn chế việc Nam Hàn bán thép sang bên Hoa Kỳ, vân vân. Nói chung thì tình hình thương mại rất là tốt đẹp cho ông Trump trong việc xét lại các thỏa ước thương ước đối với các quốc gia kêu là thân hữu với là Hoa Kỳ, thưa quý vị. Tiếp theo là tin chính quyền Tổng thống Trump sẽ hạn chế những di dân hợp pháp ở trong thành phần lợi tức thấp, tức là nghèo, cần sử dụng trợ cấp welfare. Trong tương lai, nếu đề nghị này được chấp nhận thì những người nhập cư có thể không được cấp thẻ xanh nếu họ quyết định muốn hưởng trợ cấp tem phiếu thực phẩm, tức là food stamp, hoặc là bảo hiểm y tế sức khỏe Medicaid. Nói tóm lại, di dân có hai sự lựa chọn. Một là thẻ xanh thì phải tự lực cánh sinh. Và nếu muốn được chính phủ trợ cấp cho những phúc lợi xã hội, trong đó có welfare, thực phẩm, ngay cả housing, thì sẽ không được cấp thẻ xanh. Thường trú nhân. Chính quyền Trump đã đưa ra đề nghị này và có một cái quy định mới để áp dụng cho những người nhập cư tới Hoa Kỳ. Và điều này sẽ để cho các sở di trú của Hoa Kỳ đưa ra quyết định kế tiếp trong cái bước kế tiếp để mà một là từ chối hoặc là cấp thẻ xanh. Vấn đề này ảnh hưởng ra sao trong tương lai? Anh Phạm Cơ, chúng tôi xin được đặt câu hỏi này với anh. Liệu có giúp gì được cho cái gánh nặng về xã hội của Hoa Kỳ mà bây giờ chính phủ liên bang đang chi trả hàng năm hay không? Thưa anh, vấn đề mà gánh nặng do cái vấn đề của thẻ xanh và vấn đề welfare là một gánh nặng của chính phủ Hoa Kỳ, đó là một điều chắc chắn. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng là Hoa Kỳ từ xưa đến nay,
từ ngày lập quốc cho đến bây giờ, vấn đề bao giờ vấn đề giúp đỡ những cái người nghèo vẫn là một vấn đề ưu tiên một. Tuy nhiên giúp đỡ nhưng mà đừng để lạm dụng, đó là điều ông Trump đang muốn. Và vì vậy cái chương trình mà cấm những cái người welfare này vào Hoa Kỳ này chỉ là một cái bước đầu tiên đưa ra để hỏi ý kiến dân chúng mà thôi. Và mọi việc còn chờ theo cái việc tham khảo ý kiến như thế nào thì họ mới ban hành. Thành ra chuyện cũng còn lâu thưa anh. Bản tin kể là bản tin liên quan đến di dân của chính phủ Ý. Thưa quý vị, chính phủ Ý sắp ban hành thêm một đạo luật nữa chống di dân. Đạo luật này được gọi là Salvini, đạo luật Salvini. Salvini là tên của vị thủ tướng nước Ý mà hiện nay sau khi đắc cử, ông đã cho thi hành chế độ cải tổ ngay trong các cái đạo luật di dân. Và ông đã ra lệnh không cho các chiếc tàu chở những cái người di dân, những cái thuyền nhân cứu được ở trên biển Địa Trung Hải đưa vào trong đất Ý. Và ông là một trong những quốc gia hiện nay có tiếng nói lớn nhất chống lại di dân, mặc dù nước Ý hiện nay trên lãnh thổ của Ý đã có trên 600.000 di dân đang sống trong các cái trại tị nạn ở trên các cái hòn đảo của nước Ý. Tuy nhiên thì nước Ý hiện nay đã loan báo rằng họ không còn nhận thêm di dân nữa. Nếu như các nước khác muốn đưa di dân vào, muốn đưa tàu bè của họ chở di dân vào nước Ý thì họ phải nhận những người di dân nữa trước thì những người này mới được vào đất Ý, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, cũng liên quan tới làn sóng di dân tới Âu Châu qua đường biển Địa Trung Hải thì tin tức cho biết là nước Pháp đã quyết định không cho phép một chiếc tàu nhân đạo để giải cứu những thuyền nhân ở trên Địa Trung Hải cập bến một hải cảng của nước Pháp. Theo đó, thì Bộ trưởng Bộ Tài chính của Pháp cho rằng chiếc tàu nhân đạo Aquarius số 2 chở theo khoảng 58 thuyền nhân vừa được họ giải cứu ở tại vùng Địa Trung Hải sẽ phải cập vào một bến cảng gần nhất, và đó là theo luật của Liên Âu và hải cảng Marseille của nước Pháp không phải là hải cảng gần nhất. Về vấn đề pháp lý liên quan tới con tàu này, thì chính Panama là nước thứ ba, tức là nước trung gian để mà cấp giấy phép, đã không cho phép chiếc tàu này tái đăng ký sau khi mà chiếc tàu này bị Ý từ chối không cho phép cập bến với lại thuyền nhân mà họ đã giải cứu được ở biển Địa Trung Hải từ hồi tháng trước. Rõ ràng là không có một cái quốc gia nào mà có cảm tình với di dân. Nước Pháp bên ngoài vẫn tỏ ra có cảm tình với di dân, nhưng mà hành động này từ chối không cho tàu di dân cập bến nước Pháp chỉ vì không đúng luật lệ là một trong những chuyện cho thấy rằng họ cũng là thay đổi cái quan niệm và cái giúp đỡ đối với những người di dân bất hợp pháp đến từ châu Phi. Thưa quý vị, bản tin kể lần bản tin về chiến tranh mậu dịch với Trung Hoa. Thì hiện nay người ta đang đánh giá và cho rằng cuộc chiến tranh này có thể gây bất lợi cho Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa mùa trong tháng 11 đến đây. Thưa quý vị, theo những cái tin tức mới nhất về cuộc chiến tranh mậu dịch giữa hai bên Hoa Kỳ và Trung Hoa, ngay sau khi Hoa Kỳ đánh thêm 10% 200 tỷ hàng hóa của người Trung Hoa, mà phần lớn trong các hàng hóa này là những hàng hóa căn bản của đời sống người dân Hoa Kỳ, thì liệu rằng khi mà hàng hóa này tăng giá thì người dân Hoa Kỳ sẽ phản ứng như thế nào đối với cái cuộc bầu cử midterm? Thưa quý vị, cuộc bầu cử midterm tức là một cuộc bầu cử ở giữa mùa của nhiệm kỳ một tổng thống Hoa Kỳ. Trong cuộc bầu cử này, phần lớn đảng cầm quyền đều bị mất cái thành phần đa số và nó lọt vào tay thiểu số. Năm nay thì người ta cũng có thể nghĩ như vậy, tức là có như vậy chắc chắn là đảng Dân Chủ hiện nay theo các cuộc thăm dò dân ý thì đang thắng thế. Và nếu như tình hình kinh tế suy đồi hơn bởi vì giá cả vật liệu gia tăng sau đợt áp thuế mậu dịch này, thì người ta nghĩ rằng đảng Dân Chủ lại còn chắc ăn hơn nữa. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, bà Hillary Clinton rất là chắc ăn nhưng cuối cùng vẫn thua về ông Trump. Thì người ta không hiểu rằng liệu việc này có tái diễn trong năm 2018 hay không thì không ai được biết. Nhưng mà người ta cũng chưa có ai dám chắc chắn về việc này, thưa quý vị. Quay trở lại với lại cục diện và vấn đề tình hình của tại Syria, Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Hoa Kỳ là ông John Bolton tuyên bố nếu Iran giữ quân tại Syria thì Hoa Kỳ sẽ làm y như vậy, vắn tắt là ai sao tôi vậy. Ông John Bolton là cố vấn an ninh quốc gia cho biết là Hoa Kỳ sẽ giữ lực lượng ở tại Syria
khi mà Iran cũng vẫn tiếp tục giữ lực lượng của họ ở tại đây. Cho tới khi nào có thể kéo dài, một điều cần thiết, vấn đề thời gian không phải là điều mà là quan trọng, nhưng mà dứt khoát là sẽ cần phải ở lại đây. Ngày hôm qua thì Cố vấn An ninh Quốc gia cũng lại một lần nữa nói một cách dứt khoát và rõ ràng là lực lượng của Hoa Kỳ sẽ hiện diện ở tại vùng chiến tranh đang tàn phá ở tại Syria một cách chắc chắn. Ông nói nguyên văn với lại tờ AP Associated News. Ông nói là Hoa Kỳ sẽ không có rời Syria cho tới ngày nào mà lực lượng của Iran vẫn còn hiện diện ở tại khu vực ở Syria này. Hiện tại, tin tức cho biết là lực lượng quân đội Hoa Kỳ còn khoảng 2.200 quân nhân đang trú đóng ở tại Syria, đa số là ở tại vùng phía Tây Bắc, và họ chiến đấu chung với lại lực lượng của người quốc liên quan tới lại vấn đề chống cái nhóm Al-Qaeda ở tại đây. Thưa quý vị, Đức Giáo Hoàng vừa tuyên bố trong khi Ngài đi công du tại vùng biển Baltic là giáo hội công giáo cần thay đổi trong tình trạng có rất là nhiều vụ liên quan đến những cái vụ scandal của về vấn đề giới tính cũng như là những vấn đề kêu là xâm phạm tính dục của trẻ em hiện nay trong giáo hội Thiên Chúa giáo, nhất là những trường hợp vừa mới xảy ra ở ngay tại nước Đức mà hiện nay cuộc điều tra đang tiến hành. Trong một buổi tập hợp những cái thanh thiếu niên trẻ tuổi ở tại Estonia, Đức Giáo Hoàng đã đưa lên lời kêu gọi nói trên. Ngài nói rằng giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã cần phải có một sự thay đổi rất là lớn sau những cái biến cố dồn dập kể trên. Bởi vì những biến cố đó cho thấy rằng là giáo hội đang ở trên một cái khúc quanh, và khúc quanh đó cần phải có một cái sự chú ý để có thể làm sao mà thích hợp được với cái đời sống mới, với xã hội mới trong toàn thể cái khu vực, trong toàn cảnh của xã hội hiện nay, thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự tại Hoa Kỳ, vấn đề về xã hội, nhà tù tại Virginia, tiểu bang Virginia cấm khách vào thăm những tù nhân mang trên người mọi thứ từ tử cung hoặc là âm đạo để mà che đậy cái chỗ kín đó. Bởi vì trong quá khứ đã từng có nhiều phụ nữ lợi dụng vấn đề này để giấu ma túy hoặc là những vật dụng khác để trao cho tù nhân. Bản tin có khá nhiều những từ ngữ tương đối là tế nhị, chúng tôi sẽ cố gắng để trình bày cho thoát ý mà tránh được vấn đề tục tĩu. Tại sao lại có cái vấn đề này xảy ra trong cái lệnh mới cấm như thế này? Và được biết cho tới giờ phút này đó là nhà tù ở Virginia là nhà tù duy nhất đã cấm và đưa ra cái biện pháp này, thưa anh Cơ. Vâng, thưa quý vị, cơ thể của người phụ nữ khác với cơ thể của nam giới. Thành ra cơ thể họ rất là dễ giấu kín những cái ma túy hoặc là những vật dụng như điện thoại cầm tay nhỏ bé để mà có thể giấu trong đó và đưa vào cho các tù nhân. Bởi vậy cho nên chính quyền của nhà tù đã đưa ra các cái biện pháp là ngăn cấm dân chúng, nhất là các nữ khách đi vào thăm tù nhân, thì nếu như họ có mang những cái nút che hoặc là những cái bộ phận tế gì đó thì họ cần phải được thay thế bằng những cái dụng cụ thông thường do nhà tù cung cấp để tránh cái việc tiếp tế cho tù nhân những cái vật phẩm cấm, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, chúng tôi vừa gửi đến quý vị các tin chính trong bản tin Top News ngày hôm nay liên quan tới thời sự quốc tế, Á Châu, Hoa Kỳ và địa phương. Trong phần tin Việt Nam, chết là tin lại thu lệ phí trên đường xa lộ BOT, tuyến đường Hạ Long, Hải Phòng. Và tin thứ hai là lại tìm cách kiếm tiền lại quả. Hà Nội muốn xây trụ sở đồng phục cho gần 500 phường xã. Cái được gọi là trụ sở đồng phục là sao? Chúng tôi mời quý vị theo dõi phần chi tiết với anh Phạm Cơ. Thưa quý vị, bên Việt Nam người ta đăng báo thì chúng ta cũng phần lấy tin từ bên Việt Nam do các báo Việt Nam đăng tải. Tuy nhiên, ngôn ngữ của họ thường khác ngôn ngữ chúng ta, cho nên chúng ta cần phải để ý. Thứ nhất là việc thu lệ phí trên đường cao tốc BOT Hà Long và Hải Phòng. Thưa quý vị, đó là báo Việt Nam đăng tin như vậy. Chúng tôi xin sửa lại là thu lệ phí trên đường xa lộ. Ở Việt Nam họ hay dịch đường xa lộ là đường cao tốc. Và BOT tức là đường tôn quay giống như bên Hoa Kỳ, đường BOT Hạ Long Hải Phòng thì cái đường này là một đường do tư nhân xây,
Và sau khi họ xây xong thì họ lấy lại lệ phí giống như những đường tôn quay ở tại Hoa Kỳ. Thì từ ngày 1 tháng 10, cầu Bạch Đằng nằm trên cái xa lộ ở giữa Quảng Ninh và Hải Phòng và nhiều cái trạm khác nữa sẽ bắt đầu thu tiền lệ phí của những xe cộ chạy qua để trả lại cho các cái nhà xây cất để hoàn lại vốn cho họ. Thì đó là một cái tin mới nhất cho thấy rằng là càng ngày thì người ta càng bỏ ra rất là nhiều tiền để xây cất và lại thu thêm lệ phí để cho người dân phải đóng nhiều. Dân thì càng ngày càng nghèo, phí người ta ở Việt Nam có một câu rất hay, phí chồng phí làm cho người dân càng ngày càng khổ hơn. Đó là bản tin liên quan tới việc phí chồng phí ở tại Việt Nam. Bản tin thứ hai cũng từ Việt Nam là cái việc mà người ta luôn luôn kiếm cách xây cất hoặc là làm thêm các dự án, và từ việc chấp thuận các dự án đó thì họ muốn ăn phần trăm ở trong đó, cái đó gọi là tiền lãi quả. Hà Nội muốn xây trụ sở đồng phục cho gần 500 phường xã. Hà Nội nói rằng là 500 phường xã này có những trụ sở không giống nhau, cho nên cần phải xây cho giống nhau, tức là giống như mặc đồng phục vậy, để cho có thể nhìn thấy tốt đẹp. Và dĩ nhiên xây cất thì phải có lãi quả, tức là chấp thuận xây cất, chấp thuận nhà thầu thì sẽ được ăn tiền của nhà thầu, ăn tiền của xây cất. Thì đây là một cách tìm cách để mà kiếm tiền mà thôi. Và tiền đó đến từ đâu? Thưa quý vị, đánh từ tiền thuế của dân chúng. Càng ngày thuế má càng gia tăng và lệ phí càng ngày càng nhiều, cũng giống như là các cái phương tiện khác. Đây là một hình thức để lấy tiền mà thôi, và đưa vào những cái tên rất là đẹp, đồng phục này nọ kia khác, nhưng thực chất chỉ là việc làm tiền dân chúng. Cảm ơn quý vị vừa theo dõi bản tin Top News ngày hôm nay, ngày thứ ba 25 tháng 9, với Phạm Cơ và Vũ Kiểm của Việt TV Network. Xin trân trọng kính chào.